Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh Học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Bây giờ chúng ta tiếp tục với các bài tập của phần Language Focus của Unit 3 các bạn nhé. Và bài tập số 2 này chúng ta sẽ làm tiếp tục với sau cái bài tập số 1. Và bài tập số 1 mình cũng đã quay xong, mình đưa lên kênh của mình rồi, vào trong danh sách phát hướng dẫn tiếng Anh học sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 đó. Thì các bạn thấy tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn học sách giáo khoa đó. Thì bài tập số 1 rất là dễ, người ta đã chia thì quá khứ cho mình rồi, cứ thế mình viết thì quá khứ hoàn thành còn lại. Sang bài tập số 2 này nó khó hơn một bậc bậc các bạn ạ. Bởi vì bài tập số 2 này á là người ta đề nghị mình chia, không có chia trước thì cho mình, cho nên chúng ta rất dễ lộn đâu là thì quá khứ hoàn thành, đâu là thì quá khứ đơn. Nếu các bạn đã xem cái bài tập 1 rồi, các bạn nắm được cái bản chất của hai thì này, mối quan hệ của nó rồi, thì sang bài tập số 2 thì cứ thế các bạn làm. Cứ hành động nào, hai hành động diễn ra trong quá khứ, hành động nào diễn ra trước ta viết ở quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau viết ở quá khứ đơn. Nhớ là hai hành động diễn ra rời rạc các bạn nha. Đây, quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành đây. Chúng ta chia. Rồi, vậy thì ta xem, ta chia này nha. Các bạn nhìn đây. Các bạn nhìn đây là chúng ta sẽ phát hiện ra ngay này. Đây, các bạn nhìn kỹ này. Đây các bạn nha, đây. Tôi vừa mới hoàn thành bữa tối khi họ đến, đúng không? Ta nhìn vô đây là ta đoán được cái nghĩa người ta muốn viết là tôi vừa mới hoàn thành bữa tối, mới vừa ăn xong tối khi họ đến. Vậy thì cái việc nào xảy ra trước các bạn? Chắc chắn rồi, cái việc ăn tối xong bữa tối của tôi xảy ra trước này. Và cái việc họ đến là xảy ra sau. Họ đến là tôi đã ăn xong rồi. Đó, do vậy là cái việc này á, cái việc ăn tối này phải viết ở quá khứ hoàn thành. Và việc đến là họ, việc họ đến là phải viết ở quá khứ đơn, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cứ thế mà viết thôi. Rồi, bây giờ các bạn đâu cần, mình chắc không cần viết ra đầy đủ câu cho các bạn nha. Các bạn chỉ cần chỗ này, câu này các bạn viết lại nè. We, à chúng tôi chứ không phải tôi, xin lỗi các bạn nha. Chúng tôi nha, chúng tôi vừa mới hoàn thành bữa tối khi họ đến nè. We, bây giờ mình viết lại cho các bạn nè. We nè các bạn nè. We rồi sao nữa? Rồi, had, had. Đó, just, đó, just, đây. Finished, finished. ED nha. Đó, công thức quá khứ thành đây. Chúng tôi vừa mới hoàn thành bữa tối, dinner, dinner ra, dinner ra. Đó, when, rồi, they, lúc này là quá khứ đơn, when they came, đó các bạn nha. Vậy thôi, không, mình viết hơi nhỏ lắm các bạn. Ủa nếu nhỏ quá các bạn hết sức thông cảm cho mình nha, tí nữa mình lấy tờ giấy mình viết cho các bạn rõ. Đây, mình sẽ viết ra giấy cho các bạn rồi, sang câu 2 mình viết ra giấy cho các bạn dễ nhìn nha. Đó, như vậy là câu 1 các bạn hiểu bản chất chưa? Cái việc ăn tối của chúng tôi đã hoàn thành trước cho nên viết quá khứ hoàn thành. Và việc họ đến là viết quá khứ đơn. Đó, được chưa? Rồi, đó là câu 1. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu 2. Và các bạn nhớ theo dõi kênh của mình, các bạn nhấn đăng ký kênh để các bạn theo dõi các bạn nhé. Mình sẽ ra nhiều video hay liên quan đến các nội dung của các bạn học đó. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một việc làm nhỏ các bạn mang lại cho mình niềm vui lớn lắm các bạn nhé. Bây giờ câu 2 này các bạn nè. Đây, hiếm khi anh ta đi du lịch, anh ta đi du lịch bằng xe đạp trước khi anh ta đến Việt Nam. Có nghĩa là trước khi anh, hiếm khi này anh ta đi lại này, cái việc đi lại bằng xe đạp trước khi anh ta đến Việt Nam. Vậy thì cái việc đến Việt Nam nó xảy ra trước hay là xảy ra sau? Cái việc đến Việt Nam xảy ra sau các bạn ạ. Việc đến Việt Nam xảy ra sau, và cái việc anh ta hiếm khi đi bằng xe đạp á là nó xảy ra trước. Đó, cho nên cái việc hiếm khi đi xe đạp chúng ta phải viết ở quá khứ hoàn thành. Và cái việc anh ta đến Việt Nam phải viết ở quá khứ đơn, đúng không nào? Rồi, vậy thì câu này các bạn chỉ cần là he gì các bạn? Rồi, như vậy là ta đã xác định được là cái hành động nào xảy ra trước rồi, đúng không? Vậy thì câu này các bạn chỉ cần ghi là gì? Đây, các bạn nhìn này. He gì các bạn? Cái seldom này á là các bạn viết ở giữa thế này. He had seldom, đúng không? Seldom. Đó, travel. Đó, nhớ ED các bạn nha. Traveled này là phải có ED cho mình. Đó, các bạn. Anh ta hiếm khi à, thêm chữ L nữa. Bên trước đây là E, hai chữ L các bạn nha. Đó, như vậy là anh ta, he had seldom travel. Anh ta hiếm khi đi lại bằng xe đạp. Rồi ghi cụm này ra luôn. Trước khi anh ta đến Việt Nam. Vậy thì chỗ này tiếp tục nha, các bạn ghi mấy cái chữ này ra nha. Đó, rồi trước khi anh ta he gì các bạn? Lúc này là quá khứ đơn là he went. Đó, đây là quá khứ cột 2 quá khứ của cái từ câu đúng không? Đây là cột 2 của từ câu này. Went to Vietnam, đúng không?
Đó, như vậy là câu 2 như vậy thôi. Các bạn thấy chưa? Rất dễ đúng không? Anh ta hiếm khi đi lại bằng chiếc xe đạp trước khi anh ta đến Việt Nam. Đó là câu 2. Cứ hành động nào xảy ra trước ta viết quá khứ thành cho mình. Rồi, đó là câu 2. Bây giờ câu 3 các bạn nhìn này. Các bạn nè. An sao các bạn? Đã đi để mua đó. Có người đã đi để mua một cái tấm thảm cho căn phòng. Nhưng ai đó đã lấy nó đi rồi. À cái chỗ này không phải. Có nghĩa là cái câu 3 này có nghĩa là đi lấy đó các bạn. An đi đến để lấy tấm thảm cho ngôi phòng á, cho căn phòng. Nhưng mà ai đó đã lấy nó đi rồi. Ai đó đã lấy nó đi trước rồi. Thế thì trước khi cái hành động mà cô An này đi lấy tấm thảm cho căn phòng thì ai đó đã lấy đi nó đi rồi đúng không? Vậy thì cái việc ai đó đã lấy cái tấm thảm đi rồi là xảy ra trước cái hành động cái cô An này đi lấy tấm thảm đúng không? Vậy là cái hành động này phải viết ở quá khứ thành và hành động này viết quá khứ đơn. Cứ thế ta làm đúng không các bạn? Rồi vậy thì quá khứ đơn chỗ này thì chỗ này trở thành gì các bạn? Câu này trở thành gì? An câu thì went đúng không? Cột 2 này, cột 2 của when would it nha, would it cột 2 của từ câu. Đó, An đi lấy tấm thảm nha, nhưng ai đó đã lấy nó đi rồi. Vậy thì ai đó đã lấy nó đi rồi chỗ này các bạn chỉ cần ghi là had already taken là được. Này, someone thầy viết tắt nha. Had already. Đó, already các bạn viết cái trạng từ này ở giữa nha, already. Đó, đã lấy đi, taken. Đây, cột 3 này. Cột 3 của cái từ gì? Của từ take. Này, các bạn thấy chưa? Rồi, taken it. Rồi ghi chữ it vào một nữa. Ok, taken it. Đó. Rồi. Đó, bạn thấy chưa? Như vậy là đây là cột này là cột quá khứ hoàn thành. Rồi, cột này là cột quá khứ đơn. Đó, bạn thấy chưa? Rất dễ đúng không? Như vậy là chúng ta đã xác định rất rõ rồi thì ta cứ thế mà ta làm. Nhớ cái công thức quá khứ hoàn thành mà chúng ta viết ra, đừng bao giờ quên nhá. Rồi, đó là câu 3. Bây giờ đến lượt câu 4 nè các bạn. Câu 4 này. Bạn gì các bạn? Cái chỗ này là bạn đã gặp giám đốc chưa? Đây này, bạn đã gặp giám đốc chưa? À, hay là ông ấy đã đi ra ngoài trước khi bạn đến? Đó có nghĩa là bạn đã gặp ông quán giám đốc chưa? Hay là ông ta đã đi ra ngoài trước khi này đến cái thời điểm bạn đến là ông ta đã đi ra ngoài rồi. Thế thì các bạn để ý này, cái việc bạn đang đến gặp giám đốc chưa nó là việc xảy ra trước, còn cái việc mà ông ta đi ra ngoài trước khi bạn đến, cái việc ông ta đi ra ngoài là sẽ vâng, cái việc bạn đến gặp giám đốc là việc xảy ra sau, còn việc ông ta đi ra ngoài mà trước khi bạn đến á, ông ta đi ra ngoài á là việc xảy ra trước. Do đó cái việc ông ta đi ra ngoài phải là quá khứ hoàn thành, nhưng nhớ là câu hỏi. Vậy thì câu hỏi thì quá khứ thành chỗ này thì các bạn chỗ này là phải là did đó. Did you manage gì các bạn? Did you manage to see, đúng không? To see, bạn đã gặp giám đốc chưa? Rồi .. được chưa? Đây, gặp giám đốc chưa? Hey, rồi he gì các bạn? Đây, he gone, xin lỗi các bạn. Đây, chỗ này các bạn phải viết câu hỏi tiếp. Had nha, AD nè. Or had he gone? Đó, bởi vì đây là câu hỏi của quá khứ hoàn thành nè. Đó, or had he gone? Đó, or had he gone? Gì nữa? Gone out. Đó, rồi, ghi ra đây, ghi cả cái cầm phía sau nữa, ghi vào. Đó, ok. Đó là nó thành cái câu của chúng ta. Nhưng mà các bạn hình dung được câu này chưa? Phải nhớ là ghi câu hỏi nha, ghi cả cái cụm phía sau này nữa. Ok. À, get. Chỗ này thêm từ get nữa các bạn. Get. Khi bạn đến thời điểm bạn đến đó thì get là các bạn thì là thành got. Vậy thôi. Đó, vậy thôi các bạn nha. Rồi, các bạn thấy rất là dễ chưa? Đúng không nào? Rồi, vậy là các bạn để ý, bởi vì bạn đến đó là sau khi anh ta ra ngoài đúng không? Vậy thì chúng ta cứ thế mà ta làm thôi. Rồi, như vậy là câu 4 mình cũng đã giúp các bạn hiểu là làm xong hết rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu cuối cùng của cái bài tập số 2 này. Câu cuối cùng các bạn nha. Anh ta vừa mới về đến nhà khi anh ta nghe điện thoại đó. Có nghĩa là vừa đến nhà là đã nghe chuông điện thoại rồi, đúng không?
Anh ta là sao các bạn? Anh ta đang ở, anh ta đã ở New York. Anh ta đã ở New York và bây giờ từ New York anh ta về đến nhà, anh ta chỉ vừa về đến nhà thôi là anh ta đã nghe điện thoại rồi. Đó, ý là như vậy, được chưa? Vậy là cái hành động ở New York này, cái hành động vừa về đến nhà này, nó xảy ra trước hành động điện thoại rung reo lên. Đó, anh ta gọi chứ, anh ta gọi cũng được, à chỗ này gọi chứ không phải là nghe. Có nghĩa là anh ta ở New York này, anh ta vừa về đến nhà này, và vừa về đến nhà là anh ta đã gọi điện thoại rồi, chứ không phải điện thoại reo, các bạn nhớ cho mình nhá. À, cho nên điện thoại, anh ta gọi điện thoại. Thế thì cái hành động gọi điện thoại diễn ra sau hành động vừa về đến nhà và sau hành động ở New York luôn. Vậy thì hai hành động này ở quá khứ hình thành, hành động này ở quá khứ đơn. Đó, vậy thôi các bạn ha. Đó, rồi, vậy thì chỗ này là he had just rồi gì các bạn? Got. Đó, rồi về nữa nha. Khi chỗ này điện thoại ra, anh ta gọi điện thoại là phone. Đó, khi anh ta gọi điện thoại, chấm. Rồi, anh ta ở New York. He had been. Đó, anh ta ở New York. Ok. Đó, như vậy là câu 5 chúng ta viết như thế là ok rồi, hoàn thành chuẩn cái bài rồi. Như vậy là mối quan hệ giữa hai cái thì này, tiếp tục bài tập số 2 chúng ta lại gặp nữa. Và rất là hay đúng không các bạn? Mình đã chỉ rất rõ cho các bạn rất kỹ chỗ này rồi. Nhớ là hành động nào diễn ra trước chúng ta viết ở quá khứ hoàn thành, hành động nào diễn ra sau viết quá khứ đơn. Và một lần nữa, mong các bạn thích các video này, các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn ở các video tiếp theo ở bài tập số 3, bài tập cuối cùng. Rồi, chào các bạn.